Yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Trần đây. Và trong video trước thì mình đã nói với các bạn về những khái niệm và một kiểu giá trị rất đơn giản, đó chính là giá trị Boolean, là một tập hợp gồm hai giá trị duy nhất, đó chính là True và False, hay được dịch ra ở Việt Nam là đúng hay không đúng. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ chuyển sang một chủ đề mới, đó chính là những cái phép tính toán, những cái toán tử ở trong phần ngôn ngữ lập trình Python này. Và nếu các bạn thích video này, các bạn có thể nhấn nút like, share, subscribe, thì các bạn có thể bình luận bên dưới nếu có thắc mắc gì. Và mình cũng xin lỗi với các bạn vì đã không ra video trong một thời gian dài, giờ lúc đó mình hơi khá là bận. Và giờ bắt đầu nè, thì trong chủ đề này thì mình sẽ nói ngắn gọn trong video này thôi. Thì nó sẽ gồm có 5 nhóm toán tử, 5 và 6 hay 6 nhóm toán tử chúng ta sẽ biết hôm nay, đó chính là toán tử số học, toán tử đã được dán sẵn, toán tử logic, toán tử so sánh, những toán tử nhận dạng hay là được gọi là những toán tử đồng nhất, và cuối cùng là những toán tử thành viên. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hai toán tử đơn giản nhất, đó chính là toán tử số học và toán tử đã được dán sẵn. Đầu tiên, toán tử số học đây đây thì nó chỉ bao gồm những cái phép tính toán học đơn giản, kiểu người ta thực hiện những cái phần tính toán đơn giản thôi bằng những cái phép tính mà ta đã biết từ trong khi ta học toán, như cộng trừ, nhân chia, chia lấy dư, mũ, lũy thừa, như vậy đó. Như thế này, chúng ta đã học biến rồi thì mình sẽ trả ra một cái biến tên A bằng, mình sẽ đặt biến A là 5 đi, rồi biến A là 10, biến B là bằng 2, đúng không? Ok, giờ mình sẽ nhấn in ra. Như là giờ mình muốn A cộng B đúng không? Là 10 cộng 2 bằng 12, mình sẽ ghi A. Rồi mình chỉ đơn giản dùng toán thuật số học này, mình chỉ ghi dấu cộng B như là mình viết trong toán học này. Rồi khi chạy nó sẽ ra số 12 đây. Đó, mình chỉ con to đó. Mình muốn trừ thì mình sẽ ghi nút trừ ở đây, nên nó sẽ ra số 8. Rồi tiếp theo là phép nhân với phép chia, nó sẽ hơi khác lẻ xíu, vì cái kit điều của nó sẽ không phải là dấu nhân như thế này. Bởi nếu như vậy thì mà hệ thống máy tính nó sẽ nghĩ lộn nó là biến x, và không có biến x nào ở đây hết, nên ta phải đổi sang ký tự đặc biệt dấu sao này, và để đỡ dấu sao này ở trên thì ta sẽ nhân lại 10 nhân 2 bằng 20. Và phép chia cũng tương tự, phép chia ta đỡ dấu chấm than đây, dấu chấm hai chấm này. Nhưng trong một tấm máy tính thì nó được phân biệt dấu hai chấm này đỡ lên một trường hợp đặc biệt khác, nên ta phải đỡ một cái ký hiệu đặc biệt là dấu gạch xéo đây. Và khi ta chạy là nó sẽ ra 5,0 đó, là nó chia ra. Và còn có thêm một vài phép tính khác cho toán tử số học, như là lũy thừa, như 10 lũy thừa 2 là A lũy thừa B, nó sẽ bằng 100, hoặc là chia lấy dư như thế này. Chia lấy dư thế này nó là ký hiệu đặc biệt đấy. Chia lấy dư đó chỉ là một cái dấu phần trăm này, và khi chia ra nó chỉ ra số 0, bởi vì 10 chia 2 mà đâu có lấy dư đâu, đúng không? Và tiêu một cái cuối cùng đó chính là cái hai dấu gạch xéo này, nó nhìn y hệt như hai cái dấu sao biểu hiện cho nhân lý thừa, nhưng đây khác, nó cũng chia như bình thường. Nhưng nếu nếu nó mà có dư đấy, như là lỡ mình ghi 11 chia 2 đây, mình đỡ chia không nha, nên nó sẽ thành 5,5 như vậy ấy, 5,5. Nhưng khi mình đỡ vậy thì nó sẽ tròn lại thành 5, là cái này nó sẽ giúp việc là ta sẽ nó sẽ chia vừa chia, sau khi chia xong thì nó sẽ giảm giảm tròn xuống lại, là floor division, nó sẽ tròn xuống dưới số số nguyên nào mà thấp nhất ấy, thấp nhất mà nó không lớn hơn cái kết quả đó là số 5. Như muốn thử thử ra khi u 1,9 nó sẽ không có tăng luôn, nó vẫn đem tròn lại thành 5 thôi, như vậy đó.
Ở đây sự tới tiếp theo đó chính là phần toán tử được gán sẵn. Thì những số tử được gán sẵn này nó sẽ rất là đặc biệt. Như là mình đặt biến A lại tiếp, mình đặt thành 10 lại nữa. Cứ như vậy đây. Rồi, mình in ra A thì nó đương nhiên nó sẽ ra 10. Giờ mình muốn A nó cộng cho 3, mình phải có một biến đây. Mình đặt biến A luôn, giá trị của biến A luôn ấy. Như là bằng, các bạn một vài bạn nếu học cơ bản thì nó chỉ a cộng 3, thì đơn giản thôi, a cộng 3 thay giá trị 10 ra 10 cộng 3 là 13, nó sẽ gắn vô biến a là biến a bây giờ sẽ là 13 đó. Mình sẽ đỡ hai biến này cạnh nhau nha. Đó, cái đầu tiên là trước khi nó cộng 3 là chỉ 10, sau khi nó được gắn là a cộng 3 nó sẽ là 13, nó sẽ ra số 13. Nhưng chỉ có một cách nhanh hơn nếu chúng ta có thể dùng toán tử được gán sẵn. Nó được gán sẵn hoàn toàn luôn, kiểu phép tính nó được gán sẵn như thế này. Dấu cộng bằng yeah. Cộng bằng đấy. Nó kiểu là A cộng cho, giống như cộng là nó dấu cộng ở trước còn cho là dấu bằng ở sau. Sau đó ta ghi 3 là khi nhấn vào nó vẫn sẽ ra 13, bởi vì A thì nó sẽ gắn là cộng 3 luôn, nên nó sẽ vừa cộng cho 3, sau đó sẽ vừa gắn cho 3 dấu bằng đây, còn khi việc cộng này nó sẽ vừa cộng cho 3 dấu cộng này, như vậy đó. Thì ta cũng có thể trừ ra, thay đổi thành dấu trừ, dấu chia, dấu nhân, để thừa, chia giảm xuống và chia lấy dư đó, thì nó sẽ rất là tiện lợi hơn nếu các bạn thực hiện cái phép tính dài dòng trong một dòng này, nó cứ kiểu phải bằng a cộng gì đấy, nó sẽ hơi mệt, nên làm cách này nó sẽ nhanh hơn. Và ta sẽ đến phần nhóm toán tử tiếp theo là nhóm các toán tử so sánh. Thì đây nó cũng sẽ rất đơn giản khi mà ta dùng thế này. Rồi ta sẽ ghi lại tiếp là A bằng 5, B bằng 6. Đây in ra nha, A lớn hơn B. Và in ra nó là false. Thì đúng rồi, thì A có lớn hơn B đâu, 5 có lớn hơn 6 đâu. Thì nó dấu lớn ở đây nó cũng giống như trong toán học mà ta thường hay học từ hồi lớp 2, lớp 3 hay lớp 1. Thì chúng ta nói ngắn gọn là nhóm gồm các toán tử được so sánh này, nó sẽ được dùng để so sánh hai cái giá trị khác nhau, hay nhiều giá trị khác nhau như a lớn hơn b. Giờ ta ghi bằng đây, không mà ta phải ghi bằng hai dấu bằng vậy, vì nếu ta ghi dấu bằng thì nó sẽ lộn a bằng b, như vậy nó cũng sẽ bị lỗi luôn, vì ta không thể dán giá trị vào trong lúc đang in ra được. Như vậy còn nếu mà ta bỏ cho green ra đây, nó sẽ gắn a, nó sẽ gắn giá, nó sẽ biến đổi giá trị của a thành giá trị của b. Đây là phải ghi hai dấu bằng để tránh sự nhầm lẫn, thì nó cũng false vì a là 5, b là 6, nó không bằng 6 được. Hoặc cùng ghi nhỏ hơn ấy thì nó sẽ bằng true, bởi vì a là 5, b là 6 và 5 nhỏ hơn 6 nên a sẽ nhỏ hơn b. Đây cũng có cái khác nữa là nhỏ bằng mới lớn bằng, như ví dụ a lớn bằng b là sai, bởi vì a nó không có bằng b và a nó cũng lớn b. Thì chơi đỡ so sánh hai lần luôn, bởi vì nếu ta đỡ vậy và thì đỡ thêm một cái biến, đỡ thêm một cái dòng đỡ kiểm tra khác nữa thì nó sẽ trâu, giống như là nhóm các toán từ được gắn sẵn, ta đỡ nhỏ hơn bằng này thì e nhỏ hơn b bằng dn 6 rồi, e nhỏ hơn b sai, vì nhân 6 nhỏ hơn 6 bằng bằng, nó sẽ bằng, nó sẽ true. Còn nhỏ bằng là nó vừa kiểm tra nó nhỏ hơn hay nó bằng đó, bằng true. Như vậy đó. Rồi thì ta sẽ đến nhóm toán tử tiếp theo sẽ thường được dùng nhiều nhất, đó chính là nhóm toán tử logic được phổ biến cho nó. Thì a bằng 5, b bằng 8, ví dụ như vậy. Rồi ta chỉ in ra a lớn hơn b. Giờ ta
giờ ta in ra ra form. Giờ ta muốn làm thêm nhiều cái phần kiểm tra khác như vậy. Thay đổi quá nhiều thì nó sẽ khác mà, nếu mà nó dài ta có thể, nên là ta có cái nhóm toán, nhóm gồm các toán tử logic này, nó sẽ gồm các đồ mà ta có thể phân chia và kiểm tra nhiều cái khác nhau, như là error và kiểu nó có hai cái điều kiện ấy, nó sẽ đáp ứng một trong hai điều kiện, hoặc là nó phải đáp ứng cả hai điều kiện, hoặc là nó không đáp ứng hai điều kiện, hoặc không đáp ứng một điều kiện đó thì nó mới được. Như a lớn hơn b, giờ ta muốn a lớn hơn b không, không đủ, ta muốn a nhỏ hơn b luôn. Thì ta muốn a vừa lớn hơn b vừa nhỏ hơn b, thì này nó sẽ sai. Nó a lớn hơn b là sai, còn a nhỏ hơn b đúng. Nhưng true với false, hai cái phải rất là true chứ không phải false, hai cái phải đúng chứ không phải một trong hai cái đó sai, nên nó sẽ là response là sai, nó có đáp ứng được yêu cầu. Còn đến đây ta có một câu từ khác là ô, nó dịch ra tiếng Việt là hạt, hiểu e lớn bơ hạt e nhỏ bơ, nên ta có thể chọn nếu một trong hai cái điều kiện này là nó đúng ấy, thì nó chỉ coi như đúng luôn, bỏ vứt vứt đi cái thằng mà có false, nó sẽ true rồi đúng không? Đó thì còn cái not đấy thì như thế này, kiểu e lớn b sai, còn nếu mà không phải e lớn b ấy thì ta ghi not e lớn b nó sẽ là true. Ui, năm đâu có lớn 8 à, mà nó không phải năm, mà không phải năm lớn 8 hay không phải e lớn b thì nó chỉ lên gia đáp ứng được yêu cầu. Rồi giờ ta sẽ tới phần nhóm toán tử tiếp theo, đó chính là nhóm toán tử đồng nhất, hay ta cứ gọi tắt lại thành nhóm toán tử nhỏ nhẹ đi. Đây thì ghi như thế này, a bằng 8, b bằng 9, sơ bằng a mà sau vào vâng các bạn chỉnh lại b thành 8, thì các bạn sẽ biết rằng a là có giá trị 8, b có giá trị 8, sơ có giá trị của a là 8, để bạn có đi bằng chúng ta thử in đây, in a bằng bằng b bằng bằng sơ. Oh no, lộn à. Là true đúng không? Cả ba giá trị đều bằng nhau. Chúng ta thử làm như thế này. Nhóm toán tử này nó chỉ gần như giống như phần so sánh, nhưng nó chỉ khác ở chỗ dấu bằng thôi. Như thế này in ra A is b. In ra true. A is thì các bạn thấy nó true, nhưng mà đó không phải cách nó hoạt động. Giờ ta sẽ chuyển nó lại thành một cái danh sách đi. Thì mặc dù cái này mình chưa nói với các bạn trong các video trước, nhưng mà mình chỉ tạm đem một cái về, mình sẽ nói thêm về cái phần danh sách này và cách lập tạo lại danh sách, thay đổi danh sách vào trong những video sau. Điều này ghi bờ bằng là Emily, rồi Ruby, rồi Alan, và cứ vậy đi. Sau mình cứ copy này, mình gắn cho giá trị giống nhau đi. Giờ nó thuộc một loại object là đối tượng, về đó mình sẽ nói trong những video sau nữa. Nhưng nếu mà mình nói trong một cái nghĩa mà tới thì các bạn cũng hiểu đối tượng. Nó là như một cái danh sách hay là một cái đối tượng, nó gồm những tập hợp khác nhau nữa, như kiểu như vậy, về danh sách trùng hợp trong cái tập hợp đối tượng đó. Hơi chạy rồi. Đấy, mình e is b false là e có phải là b không, nếu là các bạn nghĩ tiếng Anh ấy là nó sẽ như vậy, nhưng thực ra không phải vậy, nó có cái giá trị giống nhau hết. Như cho cái băng đây như thế này, nó sẽ true nhưng is no true. Nhưng khi đã đỡ là sơ thì nó là true, là sao ta không hiểu gì hết. Kiểu sơ là đang để cái chị e, sơ có giá trị bằng b và bằng e luôn chứ, vì nó nhìn giống nhau mà. Sao lại đây e bằng e là sơ là true, e là b là false, đây đỡ bất thường là b nó chỉ là false.
Mày muốn hiểu nó là sao thì nó thì nhóm toán tử này được dùng để test thử là hai cái giá trị nào đó nó có cùng đối tượng không, cùng đối tượng kiểu nó, các bạn biết không, khi mà hệ thống tạo khi mà trong hệ thống của mình mà tạo ra một biến ấy thì nó sẽ được nó sẽ tạo ra một cái vị trí kiểu một cái ID hay là vị trí trong bộ bộ não trí nhớ của hệ thống máy tính này. Như kiểu thế này, nếu trang muốn ấy thì nó sẽ tạo ra một cái ID đặc biệt ngẫu nhiên cho từng cái, thì mỗi lần chạy nó sẽ tạo ngẫu nhiên. Như mình có thử ghi vậy, ring, mình sẽ dùng một cái hàm tên là ID, ID của A đi. Mình in ba cáo nha, ID của B và ID của C. Và khi chạy này, nó sẽ ra ba cái dãy nhìn rất là rối mắt nè, ba cái ID ấy. Nhưng nếu các bạn nhìn kỹ ấy thì chỉ có một cái chỉ có hai cái ID giống nhau là ID ở trên này và ID ở dưới này. Nó chỉ là ID của biến A với ID của biến C và ID của biến B không. Các bạn nhìn thấy ở xuống có mà 28, còn đây 28, đây là 88. Nên các bạn vừa hiểu sự khác nhau của nó. Thì ID của A bằng ID của C, mà ID của B là không bằng ID của A với ID của C. Thì thấy khó hiểu đúng không nào? Thì vậy đó, thì khi là lý do tại sao là vì mình đặt biến C thành biến A. Đây nó sẽ gắn có một cái đối tượng với biến A, như biến A đó nó chỉ là một cái đối tạo ra một cái đối tượng cho nên đổi đỡ đổi cho biến A, còn biến C là biến A, là biến C cũng sẽ tạo một cái đối tượng giống biến A mà nó có sẵn không, nên C nên là cái phần này trong biến C ấy nó sẽ theo cái đồ trong biến A luôn, trộn vào là hai vị trí ở của hai cái biến này nó cũng bằng nhau, không bớ nó cũng có đồ giống nhau. Nhưng nó sống ở nó có ID khác, kiểu như A với C sống cùng nhà, cùng B thì sống khác nhà nên nó cũng không phải ở cùng nhà, cứ ví dụ như vậy đấy. Nên là đó là cách để mình dùng is hoặc là is not. Đây nó A is not B, is not là kiểu như thế, nó chỉ kiểu cho miếng A có phải cùng đối nó sẽ kiểm tra hai cái biến nó không phải cùng đối tượng không, thì đúng rồi. Còn những sơ ấy false, đúng rồi đấy, false. Ok, đến cái này đang hơi rối xíu nên các bạn thông cảm đỡ mới cố hiểu. Và tới tới một cái nhóm toán tử cuối cùng mà chúng ta sẽ biết đến hôm nay, đó chính là nhóm toán tử nhóm toán tử thành viên như tên nhóm lại, nhưng mà chỉ chỉ cho. Giờ mình tạo một cái biến A nữa, mình đặt một cái nhóm gì đó như là coding, playing, sleeping như một cái lịch trình đi, studying đó mình ghi vậy đi bốn cái huh. Rồi mình ghi bơ là bằng một trong cái đó, như là đây danh sách nó sẽ có bốn cái phần tử là coding, playing, sleeping với studying, và bốn cái phần tử này đều là thuộc dạng dạng dữ liệu stream, và mình tạo một cái trong đó là coding như là cái phần tử ở đâu thì sơ sơ đặt một cái không có trong danh sách đó, như là người ít tin như anh một thứ gì đó không có trong đó đúng không. Nhưng mình sẽ in đây a, mình các bạn ghi theo mình, mọi người ghi theo a a đúng không, để ghi a in per nó sẽ ra thôi. Oh, mình lộn xíu, mình phải là per in ra đây, nó sẽ ra true, còn sơ in ra nó sẽ ra false. Thì cái nhóm toán tử thành viên này thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được
là chỉ test thử nhờ có cái phân tử đó nó có phải ở trong cái danh sách đó hay là không. Như kiểu cái phép văn in này thì chỉ là giá trị của biến sơ có phải ở trong cái danh sách của biến e không. Như này, sơ là có biến cho giá trị ít là ăn, còn biến e thì nó có những danh sách là đọc trên, chơi game, ngủ với học hành. Nó không có cái phần tử này mà nó có cái chữ ít là ăn ở đây hết, nên nó là sơ không phải ở trong danh sách e, nên là lì loại nó sẽ là false. Còn nếu mà bơ in e thì có, thì bơ nó là lập trình, còn trong danh sách của biến e nó có phần coding nè, hai cái đi bằng nhau, nên là nó sẽ ra true, là bơ là thành viên trong cái danh sách đó. Thì đó lý do tại sao nhóm toán tử này được gọi là nhóm toán tử thành viên. Và đây cũng có thể như thế này, bơ nó in nè, và nó cũng giống như cái nhóm toán tử đồng nhất ấy, đây cũng ghi thêm not, nhưng mà nó ở trước nha, không phải ở sau nha. Các bạn học tiếng Anh các bạn hiểu, bơ nó in nè thì bơ không, bơ người ta sẽ chắc ăn là bơ không phải ở trong danh sách E, thì nó không phải, nó có trong danh sách E là nó sẽ false, còn sơ không phải ở trong danh sách E thì đúng không, thì nó sẽ true. Vậy đó hết tất cả những nhóm toán tử mà ta để biết hôm nay. Và chúng ta còn một cái nhóm toán tử khác nữa rất đặc biệt, đó chính là nhóm toán tử bit, binary, nhóm toán tử binary, hay còn được gọi là nhóm toán tử nhị phân. Nếu mà chúng ta dịch binary ra thì nó rất là khác biệt so với các nhóm từ khác nhau, và nó rất là hiếm được dùng, trừ những người mà muốn được tính toán với những cái dãy số nhị phân, như kiểu nó được dùng để so sánh. Giờ thì đã biết nhóm toán tử so sánh được dùng để so sánh các giá trị khác nhau, giá trị số học ấy, còn đó là những dãy nhị phân thì nó dùng để so sánh các dãy nhị phân, nên nó sẽ rất khác biệt. Nên nếu các bạn muốn viết thì các bạn có thể tự nghiên cứu một mình ở đâu đó, nghiên cứu trên mạng, hoặc là mình sẽ nói cho các bạn biết về cái nhóm toán tử đó. Nếu mà chúng ta có một việc, nếu mà mình có thể làm một cái video về phần lập trình và số nhị phân trong Python. Và giờ đây là về đây là tất cả những gì mà mình muốn nói trong video này, và những cái toán tử, những cái phép tính mà ta có thể dùng để lập trình trong Python. Bây giờ video đến đây kết thúc. Thì nếu các bạn thích video này, các bạn có thể like cho mình để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video tiếp theo nha. Vậy nếu các bạn muốn góp ý hay thắc mắc gì, các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận. Và giờ trong video tiếp theo, mình cũng sẽ nói các bạn những thông tin, những cái mình sẽ nói trong video tiếp theo, như là về phần danh sách, khái niệm của danh sách và cách thay đổi những cái danh sách đó, như là thay đổi giá trị trong phân tử, đồ và nhiều thứ khác. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt.